Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử. Tập 110. Chương 1091, đánh không lại. Thái hậu nhìn chằm chằm vào bàn cờ, thật sự không thấy Ly Nhân có ưu điểm gì, nhưng Thủy Nhi lại là đế sư, chơi cờ phi thường lợi hại. Nàng cũng không thể phản bác, vì thế làm ra bộ dáng như có điều suy nghĩ gật đầu, bổn cung cũng cảm thấy như vậy. Hai người ông nói gà bà nói vịt nói mò cứ như vậy, tán gẫu không quá một lát, chim chim ở cửa sổ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó bay ra ngoài nhanh như chớp. Rầm rầm. Tuyền Cơ chân nhân có chút nghi hoặc, vén rèm trâu ra đánh giá, đã thấy chim chim bay vào phía trên cùng Lan Trúc Hiên. Một lúc sau, nó bay ra khỏi đó và đáp xuống bệ cửa sổ, đôi cánh của nó hướng về phía sau Long Ngâm Lâu, chít 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 chít. Ở chung với chim chim lâu như vậy, Tuyền Cơ chân nhân cũng có thể thông qua ngôn ngữ cơ thể hiểu được ý tứ đại khái của chim, để cho nàng đi đường sau xem một chút. Tuyền Cơ chân nhân biết Ngọc Hổ luyện minh thần đồ, tuy rằng là bản không trọn vẹn do mình suy diễn, nhưng lục thức cảm giác vẫn vượt xa người thường. Nàng biết là phát hiện dị thường, lập tức cầm lấy đoàn tụ kiếm bên cạnh, hồ lô rượu treo về bên hông, ta đi ra ngoài một chút. Mập mạp, đi. Chít chít. Hồ. Gió lạnh cuốn lên chuồng rượu bên ngoài chuồng ngựa, một ít thư sinh nghèo không có tiền đi Long Ngâm Lâu, ngồi vây quanh trong quán rượu nhỏ ở phố sau. Trước mặt bày bàn cờ, thỉnh thoảng có người từ trong ngõ sau chạy ra, đi tới trước mặt thông báo, Tĩnh Vương Lạc 36, Hoa Tiểu Thư Lạc 72. Cộc cộc. Thư sinh lang tụ tập quanh bàn cờ nhanh chóng bày ra đen trắng, sau đó bắt đầu thảo luận sôi nổi. Tốc độ lấy được thông tin chậm hơn nửa nhịp so với bên trong lầu, nhưng cũng may không cần móc ra một đồng tiền, người trong quán rượu cũng vui vẻ ở trong đó. Bởi vì Lạc Tử quá chậm, trong quán rượu câu lan cũng không thiếu người thảo luận câu đối vừa rồi, tuy rằng tài trí của Tĩnh Vương và tài nữ Yên Kinh đều làm cho người ngồi ở đây thán phục, nhưng đại bộ phận mọi người vẫn tập trung đề tài ở trên người Dạ Kinh Đường cuối cùng kết thúc, Mai Tuyết Tranh Xuân chưa chịu hàng. Bài thơ này tuyệt đối là tác phẩm của mọi người, ta tốt xấu gì cũng gian khổ học tập 10 năm, nhưng lại chưa bao giờ nghe, Dạ Quốc Công rốt cuộc đọc nó từ cuốn sách nào. Dạ Quốc Công nghe nói là thái tử của Tây Bắc Vương Đình. Tây Bắc Vương Đình trăm năm trước tốt xấu gì cũng là vương triều thịnh thế song song với Nam Bắc, hiện giờ quốc diệt, có chút giai tác không thể truyền thế, không có gì ngạc nhiên. Lại nói Dạ Quốc Công nếu vào cung làm hậu, sinh hạ thái tử kế thừa đại thống, chư bộ Tây Hải có phải đã trở thành cơ nghiệp tổ tông của đại ngụy ta danh chính ngôn thuận hay không? Hắc, thật đúng là. Nhưng mà lời này cũng không dám nói lung tung. Mà xa xa, bên ngoài một tòa nhà nhỏ ở phố sau, Mao Công mặc thanh bào, chậm rãi đi ra đại môn, buộc nón bằng tre, nhìn thoáng qua về phía thành Tây, lại nhìn về phía Long Ngâm Lâu cách đó không xa. Hôm nay Thẩm Mộc phái người thúc giục 2-3 lần, Mao Công vẫn chưa phản ứng, chỉ suy tư tiến lui trong thanh lâu. Rạng sáng lão giả kia, nói không sai, Dạ Kinh Đường là hạng người được trời sủng ái. Nhờ vận khí tốt nên Đoạn Thanh Tịch, Tư Mã Bạt đều là vết xe đổ, hắn đi giết người như vậy, xem như hành động đại hung. Nhưng sau một thời gian dài suy nghĩ, Mao Công vẫn vứt bỏ những lời này sau đầu, dù sao hắn cũng là võ phu giang hồ. Mao Công năm nay mới 33 tuổi, không có danh sư chỉ dạy, không có Minh Long Đồ Thiên Lang Châu, cũng không đi cầu vị sư bá quyền trọng cao chức trọng trong Yên Kinh. Đơn đao cô ảnh đi giữa bốn biển, dựa vào trong lòng một ngụm ngạo khí, đánh đến vị trí đệ nhất nhân dưới tứ thánh. Bước này hôm nay lui, lựa chọn bo bo giữ mình, khẩu khí trong lòng hắn cũng tan biến. Dạ Kinh Đường là mạnh mẽ, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, đánh đến trình độ Nam Bắc hai triều không ai không kiêng nể gì, nếu hắn động thủ, khả năng không có cách nào còn sống đi ra khỏi Vân An. Nhưng điều đó thì sao? Bây giờ đánh không lại, 10 năm sau càng là như vậy. Võ Vô Đệ Nhị, nếu như 10 năm về sau, người leo lên Dương Sơn khiêu chiến Phụng Quan Thành, người lấy lại tấm bảng hiệu vàng thiên hạ đệ nhất này không phải là hắn, vậy đến lúc đó giống như là cái xác không hồn, có ý nghĩa gì? Mao Công là một lãng tử giang hồ, không cha không mẹ không có người quen, mệnh đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới, chỉ muốn sống rực rỡ như phồn hoa, sau đó chết đi trong thời khắc rực rỡ nhất này.
giống như hùng ưng xông thẳng về phía Cửu Thiên Lôi Trì, cho dù sắp tan xương nát thịt hóa thành linh vũ đầy trời, hắn cũng phải tận mắt nhìn thấy, trời cao mấy trượng, đất dày mấy thước. Vì thế Mao Công vẫn tới, nhưng mà hắn cũng không có đi cảng thành Tây. Chương 1092, Mao Công, 1. Mao Công biết bản lĩnh đám người Thẩm Mộc không xứng so chiêu với Dạ Kinh Đường, càng không xứng làm bạn với Mao Công. Cho dù đến trước mặt, hắn cũng sẽ nhìn những người đó chết xong rồi mới ra mặt, miễn cho vướng tay cản chân. Vốn Mao Công là chuẩn bị chờ ngoài thành đánh nhau, lại chạy tới. Nhưng chưa từng nghĩ ở cửa sổ nghe thấy, Dạ Kinh Đường đến Long Ngâm Lâu cách đó không xa, còn ngâm một bài thơ Hoa Mai. Thơ là thơ hay, nhưng chỉ áp dụng cho văn nhân, đặt ở giữa võ nhân nói không thông, dù sao Võ Vô Nhị lại có thiên thu, cũng phải thấy cao thấp. Mao Công xuyên qua đường sau phong tuyết tiêu sái, đi tới phía sau Long Ngâm Lâu, ngược lại cũng không trực tiếp xông vào, chỉ là khoanh quanh hai tay. Tựa vào vách tường bên ngoài quán rượu, nghiêng tai lắng nghe tiếng ồn ào rất nhỏ trong Long Ngâm Lâu, muốn tìm được vị trí Dạ Kinh Đường, hoặc là bị Dạ Kinh Đường tìm được. Kết quả không thấy tung tích Dạ Kinh Đường, một bóng người lại đi ra từ ngõ hẻm bên đường. Bóng người là một nữ tử, bạch ngọc như tuyết, đầu đội mũ tre, tay trái cầm đoàn tụ kiếm, sau khi nhìn lướt qua đường sau, rồi đưa tầm mắt về phía hắn. Mao Công cũng không tránh né, chỉ tùy ý mở miệng, ta không giết nữ nhân, phiền lục nữ hiệp đi mời chính chủ tới. Tuy Tuyên Cơ chân nhân chưa từng thấy qua Mao Công, nhưng nhìn thấy tên giang hồ này tựa vào bên ngoài quán rượu. Lập tức hiểu được người này là ai, nàng giơ tay lên ý bảo thiên phố phía tây, bên ngoài rộng rãi, đi bên kia đánh, sau đó cho ngươi nhập thổ vi an. Võ phu giang hồ tâm thường, quả thật hy vọng sau khi chết có thể lưu lại thi thể hoàn chỉnh nhập thổ vi an, quan phủ không chặt đầu và treo cổ họ thì có thể coi là một bản án khoan hồng. Mặc dù Mao Công không quan tâm đến điều này, nhưng chiến đấu ở giữa đường phố quả thật tiêu dao hơn so với trong ngõ nhỏ. Hắn thẳng người đi về phía lối ra đường sau, không bằng đi Thái Hoa Điện đánh, nữ đế nếu có thể nể mặt, ta có thể nhường ngươi ba chiêu. Tuyền Cơ chân nhân bảo trì khoảng cách, nhàn nhã đi bộ ở phố sau, mở miệng nói, Phụng Quan Thành có chuyện nhờ, Thánh Thượng có lẽ có thể đáp ứng, ngươi chỉ sợ còn phải luyện thêm 30 năm nữa. Ta chỉ cần 10 năm, nhưng mà Dạ Kinh Đường hẳn là không cần lâu như vậy, cho nên ta tới. Hắn không có ló đầu ra, để một nữ nhân đi ra ngăn cản phía trước, thật sự phá hỏng trò vui. Hắn cũng là lãng tử giang hồ, yêu đẹp như si, ngươi có thể bức hắn ra, coi như bản lĩnh của ngươi. Trong vài câu nói chuyện phiếm, hai người đã đi tới trên đường, cách nhau 30 trượng. Thiên phố nằm trên trục trung tâm của thành Vân An, rộng 150 mét, dài 8 dặm, không có triều hội và lễ hội lớn, không phong tỏa đường phố. Dân chúng có thể tự do đi lại, liếc mắt nhìn lại, trên đường phố rộng lớn tất cả đều là du khách và xe ngựa ngắm tuyết. Mao Công đi đến giữa đường, cổ tay khẽ trượt ra quạt sắt, giải ra bên cạnh. Bếp. Phong tuyết trong lúc đó nhất thời truyền ra một tiếng nổ vang, phong tuyết trên thiên phố tựa hồ đều theo đó ngưng trệ. Vô số người đi đường đi trên đường, đồng loạt dừng bước quay đầu lại, mà cấm quân tuần tra trên đường, phát hiện không đúng cũng gõ chiêng đồng loạt xông tới bên này. Keng keng keng, người dân nghe thấy tiếng cảnh báo liên nhanh chóng chạy ra hai bên đường để tránh, tuy nhiên trong phút chốc, thiên phố đã tách ra hai bên trái phải, chỉ còn lại hai bóng người xa xa đang đối mặt nhau và cả thành đầy tuyết. Tuyền Cơ chân nhân biết đối mặt với tặc tử cấp bậc Võ Khôi, tiểu đội cấm quân không có ý nghĩa. Đại đội binh mã đuổi không kịp, việc nàng chỉ có thể làm là thủ thành, lập tức mở miệng nói rõ ràng, tui ra. Cấm quân chạy tới, nhìn thấy một bộ váy trắng trên thiên phố, mới nhận ra là đế sư đương triều, lập tức cũng không chạy tới tìm chết, đồng loạt hướng ngoài thiên môn, nhanh chóng bày trận bày ra trọng thuẫn kình nỏ. Mà người của khu phố xung quanh cũng phát giác khác thường, trong các đại danh lâu đều có người chạy ra, ngay cả Long Ngâm Lâu xa xa đều đẩy ra cửa sổ mặt đường. Mao Công trong tay cầm một chiếc quạt sắt, mũ trúc hơi hạ xuống, chỉ có thể nhìn thấy cằm có râu. Sau khi đám người nhàn rỗi giải tán, hắn nói, Mao Công ta tung hoành nửa đời người, nếu ta có thể chết trong tay nữ nhân ở Long Thành Thiên Phố, cũng coi như cả đời này không có gì đáng sợ. Nhưng đáng tiếc, lục nữ hiệp không có bản lĩnh này, động thủ, cũng không còn đường hối hận. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Chương 1093, Mao Công, 2.
Tuyền Cơ chân nhân biết Mao Công rất mạnh. Du hiệp giang hồ vô môn vô phái, khó có thể nổi bật, cho dù là cao thủ thì nền tảng tài chính và thậm chí cả truyền thừa võ công của hắn cũng không thể so sánh với quân chính quy do đại phái Hảo Môn đưa ra. Nhưng có thể đánh tiến võ khôi, tình huống hoàn toàn không giống nhau. Tập võ cần rất nhiều kiến thức cơ bản, đừng nói đến vũ khí, đặt nền móng, tìm đại phu tốt vân vân hao phí. Một lọ thuốc trị thương tốt có giá hàng chục, hàng trăm lạng bạc, quả thực là vượt xa tầm tay của người bình thường trong giang hồ. Mà người có thể lấy thân du hiệp đánh vào võ khôi, bình thường đều có hai đặc điểm: một cái xương không tì vết, ít nhất trước khi thân vào võ khôi, không có bất kỳ bình cảnh trời sinh nào. Tiếp theo là một đường thuận buồm xuôi gió, không gặp phải khó khăn, dù sao du hiệp cũng không mời được sư phụ sư gia biện hộ cho. Trước đây là thiên phú, nếu gia nhập danh môn chính phái, chỉ biết đi cao hơn. Mà người thứ hai lại là năng lực, bởi vì giang hồ khó lường, những người này tất nhiên đi con đường tạp gia. Từ năng lực giao tiếp đến học nghệ thuật nghiệp cũng không có khuyết điểm, mới có thể ứng phó bất kỳ biến số bất thình lình nào. Thiên phú không hoàn mỹ, lại không gì không thông, đặt ở trong võ khôi chính là nửa bước võ thánh, vì thế giang hồ du hiệp nhi một khi giết vào võ khôi, tọa thứ bình thường đều ở top 3. Trước kia bát khôi đệ nhất nhân của đại ngụy chính là Long Chính Thanh, về sau Phụng Quan Thành chính miệng đánh giá Bình Thiên giáo chủ dưới chân núi vô địch, mới rớt xuống vị trí thứ hai. Tuyền Cơ chân nhân không rõ Mao Công và Long Chính Thanh ai mạnh hơn, nhưng giao thủ với nàng, áp lực hẳn là sẽ không quá lớn. Thứ hai, dù sao nàng còn đang trên đường lướt qua Bách Gia, chưa đến mức phản pháp quy chân. Không sợ Đoạn Thanh Tịch loại cưỡng chế tiến vào võ khôi này, nhưng gặp phải đồng nghiệp, chiếm không được bất kỳ ưu thế gì. Tuyền Cơ chân nhân vẫn chưa khinh địch, nhưng khẩu khí vẫn tràn đầy ngạo sắc, không khí đã đến mức này, nếu từ đầu đến cuối muốn chết trong tay nữ nhân, bản đạo tự nhiên hoàn thành mong muốn của ngươi. Ha ha, trên thiên phố, vang lên một tiếng cười sảng khoái, sau đó là cuồng phong đại tác. Hồ, Mao Công cầm một chiếc quạt sắt dài 2 thước, giống như trong tay cầm một nửa vầng trăng khuyết, cổ tay hất nhẹ, gió tuyết trên đường bị đẩy lên, tuyết trên mặt đất cũng theo đó mà bay lên. Cuộn tròn lại, hóa thành một dòng nước trắng xóa, hướng về phía thân ảnh nhỏ bé phía trước, đồng thời cũng bao trùm lên thân hình Mao Công. Hoa phi diệp lạc lãng tử đến, quạt gió tùy chút điểm kim linh. Tuyền Cơ chân nhân bay phía sau kéo, có thể thấy được bông tuyết bay lượn trước mắt, đột nhiên đụng ra một chút kim mang. Không mang theo bất kỳ thanh tức nào, lại lấy tốc độ dọa người như tia lửa điện thạch đi tới trước mắt. Keng keng, đinh. Đoàn tụ kiếm trong tay Tuyền Cơ chân nhân trong tay ra khỏi vỏ, chém nát hạt đậu vàng công kích trực tiếp vào mi tâm, trong tuyết bay bạo ra hỏa tinh. Lại không nhìn thấy khách giang hồ áo xanh sau đó. Tuyền Cơ chân nhân hơi nheo mắt, chưa bao giờ ngẩng đầu, cả người đã hạ xuống, giống như con thoi trượt về phía sau đường. Soạt. Mà cũng cùng một thời khắc, Mao Công ở phía trên lấy quạt sắt quét ngang, uy thế dọa người còn chưa tới, đã xốc lên mũ tre. Ầm ầm, mặt đất vàng bị quạt sắt rút ra một cái rãnh, nhìn từ trên bầu trời giống như một vết kiếm thẳng tắp dài mấy trượng. Tuyền Cơ chân nhân sắc mặt như sương tuyết, trượt khỏi mặt đất, đồng thời chỉ tay phải về phía trước, đoàn tụ kiếm lập tức hóa thành nhuyễn thương, kéo tay áo màu trắng đâm thẳng ra. Mao Công dùng chân đáp xuống mép rãnh, nghiêng người đối mặt với Tuyền Cơ chân nhân, dùng chiếc quạt sắt trong tay chặn đòn tấn công. Chỉ nghe một tiếng đinh giòn vang, đoàn tụ kiếm sắc bén vô song xuyên qua khe hở quạt sắt, nhưng còn chưa đâm trúng cổ, quạt sắt đã khép lại. Soạt. Mao Công dùng quạt sắt kìm lấy đoàn tụ kiếm, kéo mạnh về phía người, đồng thời đánh ra một chưởng. Mà Tuyền Cơ chân nhân đồng thời ra đòn bằng cả hai tay, trong khoảnh khắc thanh đoàn tụ kiếm đâm trúng quạt sắt, tay áo tay trái đã giống như bạch long phun xương lao ra, đụng phải bàn tay Mao Công. Mặc dù chỉ là tay áo mềm mại, nhưng trong tay Tuyền Cơ chân nhân lại giống như roi mềm, roi hơi đánh trúng lòng bàn tay Mao Công. Hai cỗ khí kình mênh mông bộc phát từ trong đó, trong nháy mắt chấn đứt ống tay áo thủy tụ thẳng băng bên phải, cũng chấn nát tay áo trái của Mao Công. Xoẹt. Tuyền Cơ chân nhân thấy thế lúc này rút người ra, hai tay ngửa ra sau, khí kình kéo theo phong tuyết, sau đó hai ống tay áo đồng thời rút về phía trước. Bộp. Hai cái ống tay thủy tụ thẳng băng, giống như hai cú đấm nặng đánh thẳng vào ngực và bụng Mao Công. Chương 1094, không biết. Mao Công lại mở ra chiếc quạt sắt, tay trái cầm chiếc quạt để chặn lại, giữa âm thanh nghè nghẹt, cả người nghiêng sang một bên vài thước.
Tuyền Cơ chân nhân vốn định thừa thắng xông lên truy kích, nhưng trong nháy mắt thủy tụ rút về, đã thấy quạt sắt trong tay Mao Công khép lại, sau đó hất sang một bên. Soạt. Trong tiếng vang giòn tan, 18 cây xương quạt hóa thành roi sắt liên hoàn nối liền với đuôi đầu, triển khai chừng 3 trượng, giống như thiết xà từ trong tay thoát ra, đi theo thủy tụ trong nháy mắt đã đến trước người. Đồng tử của Tuyền Cơ chân nhân thu nhỏ lại, lúc này nghiêng người, dùng đầu ngón tay bắn về phía lưỡi dao nhọn đâm về phía cổ họng. Đinh. Quạt sắt trong tay Mao Công có uy lực cực lớn, đỉnh bị bắn trúng chỉ hơi nghiêng ra phương hướng, lướt qua vai trái Tuyền Cơ chân nhân, mang theo một vết máu. Soạt. Mao Công lợi dụng lúc này, hung hăng lắc mạnh tay phải, chiếc quạt sắt dài ra, giống như nhuyễn kiếm dài nhỏ, mang theo một vòng sóng biển, chém ngang sang một bên. Tuyền Cơ chân nhân lúc này lại lần nữa bay phía sau, ý đồ xoay vòng lôi kéo. Nhưng tại thời điểm này, teng, bên ngoài truyền đến tiếng gào thét thê lương. Trên thiên phố nhấc lên phong ba, đã kinh động nửa thành, dân chúng cấm quân thậm chí Đông Phương Ly Nhân đánh trọi trong Long Ngâm lâu, đều đã vội vàng đứng dậy bay lên nóc nhà. Trước khi tiếng rít truyền đến, mấy vạn người xung quanh thiên phố đã nhìn thấy trong gió tuyết đầy trời xuất hiện một đường màu đen. Đường màu đen xuyên qua vô biên gió tuyết, trong nháy mắt sinh ra một vòng xoáy, băng qua đường trời, khi âm thanh truyền đến, giống như một tia sét đen đánh xuống. Ầm ầm. Con đường giữa hai người đang giao tranh, trong phút chốc bị cắt đứt một lớp, bụi bặm bức ra hai người giao thủ. Mao Công gấp chiếc quạt lại, nhìn xuyên qua lớp bụi trên bầu trời, chỉ thấy một cây trường thương toàn thân đen như mực cắm vào hố trước mặt. Thương dài 9 thước 3 phần, toàn thân đen kịt, đầu thương đã chìm xuống đất, chỉ còn lại nửa đoạn thanh thương cắm ở trung tâm hố, ong ong rung động, ong ong ong. Vô số võ phu vây xem xung quanh đều kinh ngạc nhìn trường thương nhìn ra mặt đường, không biết vật này đến từ nơi nào. Mà Mao Công thì nâng đôi mắt lên, nhìn về phía phong tuyết bị trường thương xuyên qua. Tất cả mọi người vây xem xung quanh thiên phố, còn chưa rõ trường thương từ đâu mà đến, đột nhiên phát hiện ra một đạo bóng đen. Rơi xuống không trung với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp nện ở trước mặt Tuyền Cơ chân nhân. Động tĩnh rơi xuống đất quá lớn, chấn tán gió tuyết cùng bụi bặm xung quanh, đồng thời ngay lập tức dọn sạch một khoảng trống có đường kính vài trượng xung quanh. Đợi đến khi bóng đen rơi xuống đất, thân hình đột nhiên dừng lại, người vây xem mới thấy rõ, theo sát thương phong mà đến, là một người. Bóng người mặc cẩm bào màu đen, hai chân trượt ra, tay phải chống đất, tay trái nắm chuôi đao sau thắt lưng, cả người giống như phục long ngọa hổ. Đôi mắt sắc bén lộ ra, nhìn chằm chằm vào giang hồ áo xanh phía trước, giống như Diêm La mặt lạnh nhìn chằm chằm cô hồn dã quỷ. Mà thiên phố gió tuyết tung bay, giờ phút này cũng rơi vào im lặng chết chóc, một cỗ sát khí bay lên trời. Két, tiếng đại bàng vang lên, trở thành tiếng nói duy nhất trong gió tuyết cả thành phố. Con đại bàng bay màu trắng bay lượn trên bầu trời, phóng tầm mắt ra ba bóng người trên phố trên trời và vô số người ở những ngôi nhà xung quanh. Đông Phương Ly Nhân vừa mới bay lên nóc nhà Long Ngâm lâu, nhìn thấy thân ảnh Cửu Thiên rơi thẳng xuống, cả người rõ ràng sững sờ tại chỗ. Cấm quân Hoàng Thành cùng ám vệ ở trước Thừa Thiên Môn nhanh chóng bày trận, hiển nhiên cũng bị động tĩnh kinh người này kinh ngạc chậm chạp một chút. Văn nhân thư sinh không biết võ nghệ, còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, đều mờ mịt nhìn xung quanh. Mà Hoa Thanh chỉ ngồi xe lăn, lại bị nha hoàn đẩy đến cửa sổ, đưa mắt nhìn quỹ tích tuyết rơi hỗn loạn trên đường trời, kinh nghỉ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Không biết. So với sự mờ mịt giữa đường phố, thiên phố trái phải yên tĩnh hơn rất nhiều, chính xác mà nói là tĩnh mịch. Bởi vì đại ngụy thượng võ thành phong, võ nghệ gần như là môn học bắt buộc, chiến lực của người bình thường tạm thời không đề cập tới. Bản lĩnh lên phòng vạch ngói vẫn có chút, phát hiện trên đường thiên phố có người đánh nhau, xa xa trên tòa nhà đã đứng đầy người. Trong đó thậm chí còn có rất nhiều cô nương có nền tảng công phu, đều bị kinh đến trợn mắt há hốc mồm, không dám thở dốc, mà trường thương cắm ở giữa đường. Mao Công vung quạt sắt ra phía sau, đáy mắt bình tĩnh hơn so với vừa rồi, nhiều hơn một chút hưng phấn. Dù sao hắn đợi đến người hắn muốn chờ, hơn nữa còn thấy được cỗ sát ý trùng thiên không chết không thôi của song phương. Vai trái của Tuyền Cơ chân nhân nhiễm mấy điểm hồng mai, con ngươi mang theo kinh sắc. Tuy rằng đã để cho chim chim đi thông báo Dạ Kinh Đường trở về, nhưng Dạ Kinh Đường đến nhanh như vậy vẫn vượt qua tưởng tượng của nàng. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.pro.
Chương 1095, chiến đấu vẫn chưa dừng lại. 1. Hô, lồng ngực Dạ Kinh Đường phập phồng, thân hình lại giống như đúc sắt, chậm rãi đứng thẳng tắp, nhìn chằm chằm nam tử nón nón phía trước, thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng, dám đánh. Trưởng bối của lão tử, ngươi muốn chết. Tuyền Cơ chân nhân nghe ra Dạ Kinh Đường là muốn nói dám đánh nữ nhân của lão tử, trong nháy mắt hoàn hồn, đáy mắt thoáng hiện lên một tia khác thường, nhưng xung quanh tất cả đều là người. Nàng không tiện nói nhiều, chỉ là thần sắc bình tĩnh như thường, lấy khẩu khí cao nhân đắc đạo mở miệng, coi chừng, người này không phải phàm phu tục tử, chúng ta cùng nhau lên. Dạ Kinh Đường biết Thủy Nhi rất lợi hại, hắn cũng không nhất định có thể thắng ổn định, nhưng liên thủ thứ này, chú ý chính là hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp khăng khít. Phối hợp tốt, giống như Yến Châu Nhị Vương, Mã Thị Ba huynh đệ, công thủ bổ sung cho nhau, có thể phát huy ra hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Không có phối hợp, vậy giống như hắn và Tưởng Chất Hổ, đánh Tả Hiền Vương trên cơ bản là mỗi người đánh nhau, ngẫu nhiên còn bị đối phương ngăn cản. Mà hắn và Tưởng Chất Hổ, tốt xấu gì cũng đều là con đường chính diện xông vào mặt, miễn cưỡng có thể đáp ứng, không giống như nước. Thủy Nhi giỏi giằng co, hắn am hiểu đi thẳng vào Hoàng Long, kết quả hai người liên thủ, hoặc là hắn đi theo Thủy Nhi cùng nhau lôi kéo, hoặc là Thủy Nhi đi theo hắn ngạnh vọt, xua ngắn tránh dài lẫn nhau. Đối mặt với loại võ khôi đỉnh cao giỏi về bắt nhược điểm như Mao Công này, không chừng còn có thể đánh ra hiệu quả 1+1 nhỏ hơn 1. Vì thế Dạ Kinh Đường không đồng ý với đề nghị của Tuyền Cơ chân nhân, chỉ mở miệng nói, ngươi ở bên cạnh nhìn là được. Tuyền Cơ chân nhân kỳ thật cũng nhìn ra con đường của mình, loại đồng hành đánh Mao Công không chiếm ưu thế, lập tức lui ra bên đường. Bộp bộp, tiếng bước chân từ gần đến xa, giữa thiên phố rất nhanh chỉ còn lại hai người. Chiếc nón hoa khẽ nâng lên, cùng đôi mắt sắc bén bức người kia nhìn nhau, có can đảm này, sớm đi ra không phải là được rồi, để cho nữ nhân ra ngoài thử nước, cũng không giống anh hùng hào hán. Dạ Kinh Đường bình thản nói, vừa rồi đi thành Tây Cảng một chuyến, thích khách Bắc Lương tới đây, cũng chỉ còn lại một kẻ như ngươi. Mao Công giật mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, thì ra là như thế, ngươi có thể nghỉ ngơi một lát, miễn cho giang hồ Nam Triều, nói ta thắng không võ. Ta cũng không muốn giang hồ Bắc Lương, cảm thấy ta chiếm tiện nghi của nữ tử đánh đầu trận. Hô! Dứt lời, thiên phố an tĩnh lại, chỉ còn lại có hai giang hồ khách cách thương nhìn nhau trong gió tuyết. Mao Công cầm quạt chắp tay phải sau lưng, không có nhiều lời, tay trái giơ phẳng chỉ về phía Dạ Kinh Đường, ngón tay ngoắc ngoắc, rầm, đao quang chợt lóe. Hàng nghìn người đang xem đều không biết rút đao như thế nào, nhưng một bóng đen đã xuất hiện ở trung tâm thiên phố, xe rách gió tuyết đầy trời. Cả người Dạ Kinh Đường như sấm, trong nháy mắt đã vọt qua Minh Long Thương. Mà đáy mắt Mao Công toát ra một cỗ cuồng ngạo, không có giống như lúc trước lấy cách tiếp cận bình thường đối địch, mà là cả người y bảo phồng lên, một tay cầm quạt quét ngang về phía trước, đen, ầm ầm. Trong tiếng quát ầm ầm, gió tuyết đầy trời trong nháy mắt rút lui, mặt đất bị cuồng phong quạt sát thổi bay hai tấc. Đất vàng phô thiên cái địa hóa thành sóng chiều, ven đường tuyết bay lại bị quấy nát thành mảnh vụn. Tuyền Cơ chân nhân xa xa nhìn thấy cảnh tượng kinh người như thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại, không nghĩ tới một cánh quạt này của Mao Công mơ hồ hiện ra dấu hiệu nhập thánh. Mặc dù trông rất thô ráp, nhưng sự khác biệt chẳng qua là dùng quạt đập người thành từng mảnh và cạo người thành thịt thối. Những võ nhân bình thường không nói phòng, thậm chí có thể không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tuyền Cơ chân nhân căng thẳng, ngay cả nữ đế Đại Ngụy trong Long Ngâm Lâu cũng trong nháy mắt hiện thân xuất hiện ở bên cạnh thiên phố. Nhưng làm cho hai người không ngờ tới chính là Dạ Kinh Đường cũng không có xuất hiện mờ mịt kinh ngạc trong dự liệu. Khoảnh khắc Mao Công ra tay, Dạ Kinh Đường đã cảm giác được thiên địa phong tuyết bị ảnh động, đồng thời một luồng khí giống như hắn cảm nhận được trên cơ thể Tôn Lão Kiếm Thánh xuất hiện. Hắn không chần chừ chút nào, chuyển hướng thẳng góc, kéo đến bên cạnh đường phố, khoảng cách còn vài trượng, lập tức xoay người bổ một đao xuống không trung. Vèo. Đao phong cuồn cuộn, mặt đường hoàng thổ lập tức xuất hiện một đường rãnh thẳng tắp hướng ra ngoài, tuyết bay và hoàng thổ bị cắt đứt, ép thẳng vào trước mặt Mao Công. Đáy mắt Tuyền Cơ chân nhân có vẻ ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ Dạ Kinh Đường vừa ra ngoài một chuyến, trở về đã biến thành người khác. Mà đáy mắt Mao Công cũng hiện lên kinh ngạc, sau đó là cuồng nhiệt như kỳ phùng địch thủ, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chờ đến khi xuất hiện lại, đã đến bên phải Dạ Kinh Đường, quạt sắt trong tay phi toàn như Nguyệt Luân, chém về phía cổ Dạ Kinh Đường. Ào ào táp.
Dạ Kinh Đường dùng đao trái mở chiếc quạt gấp bay, hai tay cầm đao chém về phía trước. Hắn không ngờ Mao Công gần trong gang tấc, thân như lá liễu theo gió. Đồng thời khi đao phong bạo khởi, đã trượt sang bên cạnh, quạt sắt khép lại rút ra. Dạ Kinh Đường chém một đao lệch người mà qua, đối mặt với quạt sắt đập về phía sau gáy. Không tránh không né cúi người hạ xuống, chân trái giơ cao chính là một cái rồng vẫy đuôi, quất về phía Mao Công nghiêng mặt. Chương 1096, chiến đấu vẫn chưa dừng lại. 2. Dầm. Tất cả mọi người chỉ thấy hai người vừa đụng vào nhau, đã có một bóng người bắn về phía Hoàng Thành. Mà động tác Dạ Kinh Đường không có bất kỳ dừng lại nào, chân phải sụp xuống, cả người lao về phía trước, cầm đao đâm trước như hình với bóng, đâm thẳng vào lòng Mao Công. Mao Công bị rút ra là bởi vì Dạ Kinh Đường xuất lực quá lớn, thuận thế kéo dài khoảng cách, cũng không phải rơi vào hạ phong. Đồng thời bay ra ngoài, Mao Công giải quạt sắt trong tay ra, hắc xà nhanh như sấm lại lần nữa chạy ra. Một chiêu này của Mao Công chính là cách dùng nhuyễn thương lưu tinh chùy, góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh. Dạ Kinh Đường nâng đao cách đâm tới xương quạt, kết quả lưỡi đao chạm vào, xương quạt giống như chín cây roi uốn cong ôm lấy lưỡi đao, sau đó một cỗ cự lực liền truyền đến, rầm. Trong tiếng hét vang, Mao Công kéo mạnh tay phải, cả người giống như bị đụng ra, trong nháy mắt kéo đến trước mặt Dạ Kinh Đường, một cái đá nghiêng thẳng tắp vào ngực bụng. Rầm rầm, trong tiếng sấm rền rầm rầm, hắc bào lưng Dạ Kinh Đường trong nháy mắt nổ tung, lộ ra sống lưng rộng lớn, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng mà tuy rằng bị trọng kích, Ly Long đao cũng chưa từng rời tay, ngược lại giữa không trung lại thu đao vào vỏ, còn chưa rơi xuống đất hắn đã bắt được Minh Long thương cắm trên mặt đất. Bang, thanh âm bật mạnh như dây đàn vang lên. Dưới lực kéo thật lớn, nửa đoạn Minh Long thương cắm trên mặt đất, cán thương sụp thành cong cung. Dạ Kinh Đường bay ngược thân hình cũng đột nhiên dừng lại, sau đó bắn về phía trước, rơi xuống đất thân đã như băng cung, phát ra một tiếng quát lớn. À. Minh Long thương rút về phía trước, mang theo một đạo gió tuyết trống rỗng mắt thường có thể thấy được ở thiên phố. Mao Công thu hồi quạt gấp truy kích, nhìn thấy cảnh này lúc này chợt lóe lên, không ngờ lại nghe thấy, sang sảng, ầm ầm. Trường thương rơi xuống đất, đập ra một cái rãnh rộng nửa trượng ở trên thiên phố. Sóng bụi bay tung bay gần như che khuất bầu trời. Mao Công là lướt qua khí kình ngang ngược, cũng không bị chút tổn thương nào, nhưng vừa mới tránh đi, lại phát hiện trong làn sóng phô thiên địa, lại ngậm một đường đao mang. Dạ Kinh Đường tay phải bổ thương, tay trái đã bắt được chuôi đao, bát bộ cuồng đao trực tiếp theo Hoàng Long Ngọa Đạo cùng nhau thoát tay mà ra. Người bình thường không thể thực hiện loại chiêu thức này, bởi vì khí của hai chiêu rất khác nhau, một bên trái một bên phải, nhưng đều bá đạo như nhau. Nếu không thể dùng khí công một cách mạnh mẽ, kinh tuyến sẽ bị cắt đứt ngay tại chỗ. Mà Dạ Kinh Đường dù là bán tiên chi khu gân cốt sớm đã khác với người thường, bạo lực xuất chiêu như thế, mặt vẫn đỏ như gân xanh đỏ bạo khởi, khóe mắt đều nghẹn tơ máu. Nhưng sự bá đạo của chương pháp này không cần nói cũng biết. Mao Công lắc mình tránh Hoàng Long Ngọa Đạo, Ly Long Đao đã đi trước mắt hắn một bước, tình huống không khác gì hai Dạ Kinh Đường đánh hắn, cho dù thân mang muôn vàn thần thuật cũng uổng công. Đồng tử Mao Công co rụt lại, không kịp giải quạt gấp ra để công thay thủ, trực tiếp giơ ngang ngăn cản đám người hai bên đường. Chỉ thấy Mao Công vừa bay trở về, lần thứ hai lấy thế thoát huyền lợi tiễn bay về phía sau, khác với vừa rồi, lần này rõ ràng mất đi cân bằng. Thanh đao bên tay trái của Dạ Kinh Đường thuận thế đưa vào tay phải, không có bất kỳ dừng lại nào, thân hình lại chém về phía trước. Một đao, hai đao, ba đao. Cho dù có mấy vạn người tụ tập gần đó, những người có thể nhìn thấy cảnh tượng cũng chỉ có mấy người, những người còn lại chỉ có thể nhìn thấy một làn sóng bụi đang lao về phía Hoàng Thành trên thiên phố. Ven đường truyền ra tiếng nổ kim thiết giao kích, thanh âm truyền ra một lần, tốc độ nhanh gấp mấy lần. Ba đao qua đi, hai người cách Thừa Thiên Môn đã không quá trăm trượng, gần như đến phía trước hắc giáp cấm quân đang chờ đợi, ngay cả trận doanh cấm quân cũng bị quấy nhiễu, xuất hiện một chút hỗn loạn. Tuyền Cơ chân nhân truy đuổi đứng ngoài quan sát, có thể thấy được Mao Công sau khi bị bát bộ cuồng đao ngăn chặn, căn bản không có cơ hội rơi xuống đất bay ngang về phía sau, nhưng cũng không loạn trường pháp. Dựa theo ấn tượng của mọi người, bát bộ cuồng đao đao thứ ba là phi thân xoáy bổ, đem người đập xuống đất, đối thủ ngã xuống đất bổ xuống, đứng lại lại chọc đao bổ lên. Nhưng Tuyền Cơ chân nhân ngoài ý muốn phát hiện, Dạ Kinh Đường trừ ra hai đao trước, đao thứ ba bắt đầu, khí thế bỗng nhiên biến đổi. Dạ Kinh Đường đẩy đao chém trước,
Mắt thấy Mao Công bay ngược lên trời, tay phải cầm quạt nâng lên, đã chuẩn bị đề phòng xoay người bổ xuống. Hai chân hắn chợt căng thẳng, lấy thân là đao, một cái khuỷu tay trực tiếp đụng vào ngực và bụng Mao Công. Đáy mắt Mao Công rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng phản ứng thật sự thái quá, không có trở tay ngăn cản, mà là thuận thế cả người bạo chấn. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1097, giật mình. Dạ Kinh Đường dùng khuỷu tay cực mạnh đánh vào ngực và bụng Mao Công, lại phát hiện lông ngực đối phương phồng lên, khí kình tràn ngập toàn thân. Cứng rắn đem thân thể phàm thai chống thành gỗ cứng bất hủ, cảm giác còn bá đạo hơn so với vòng chuông vàng của Thiên Phật Tự. Một cú va chạm này, tuy rằng chấn nát đầu óc, nhưng không nện ra hố ở ngực, ngược lại đụng văng Mao Công ra ngoài, bắn mạnh lên trên. Một thân Mao Công mặc thanh bào, giống như phi kiếm màu xanh, thoáng chốc lơ lửng trên không trung, xẹt qua đỉnh đầu cấm quân Hoàng Thành. Ở trên thành phòng thủ tử thủ ám vệ, thấy Dạ đại nhân đuổi giết tới, nào dám chắn đường, đồng loạt xoát trái phải bay tán tránh né. Dạ Kinh Đường sải bước chạy như bay, một cước đạp lên trên thuẫn xa cao hai người, nhảy lên tường thành giơ tay lên một đao. Bèo. Mao Công đập nát thành lũy, một tay giữ chặt mép tường thành ổn định thân hình, mắt thấy một đao đâm tới, tay phải giải quạt sắt ra. Lấy xương quạt chặn lại ly long đao, sau đó khép lại đột nhiên vặn một cái, tay trái khóa về phía cổ họng Dạ Kinh Đường. Kết quả đơn đao của Dạ Kinh Đường bị ngăn cản, trực tiếp buông chuôi đao ra, bắt lấy cổ tay Mao Công dậm chân xông đầu gối lên. Rầm, cửa sổ vách tường của cổng thành lúc này nổ tung. Mao Công vừa mới giữ chặt cổ Dạ Kinh Đường, một cỗ lực lượng áp đảo từ ngực và bụng truyền đến, hắn bay về phía sau, chiếc quạt sắt rơi khỏi tay hắn. Dạ Kinh Đường vẫn chưa quay đầu lại nhặt bội đao, chân đạp tường thành bay về phía trước, một cái kim long khép miệng lại công ngực bụng. Mà Mao Công cũng xứng đáng với danh hiệu đệ nhất du hiệp Bắc Lương, bị liên kích mấy lần đánh lên thành lâu, vẫn ổn định hạ bàn. Mắt thấy Dạ Kinh Đường đột nhiên ập đến, thân như lá liễu theo gió trượt ra, tay phải giữ chặt cổ tay, một chân trực tiếp đá lên. Ầm ầm. Quay đầu lại quan sát, chỉ thấy hai người vừa mới đụng vào cửa thành, bên trong đã truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Sau đó mái vòm của thành lâu ba tầng trực tiếp nổ tung trên không trung, Dạ Kinh Đường mặc hắc bào bay ra từ bên trong, một tay giữ chặt đại lương, phát ra một tiếng quát lớn, hay. Sau đó hắn đập từ trên mái nhà xuống, một quyền oanh kích trên mặt đất, ngay lập tức làm vỡ nát gạch lát sàn. Ầm ầm. Nếu không phải đây là nội thất thành lâu chỉnh thể do gạch hắc đằng chế tạo, chỉ sợ phía dưới cửa thành động đều có thể bị xuyên thủng một lỗ thủng. Mao Công tay không, hai mắt ngược lại càng thêm cuồng nhiệt, lắc mình né tránh một quyền, trực tiếp phi thân nhào tới, tụ khí như long mãng, một chiêu pháo quyên nện về phía mặt Dạ Kinh Đường. Dưới quyền phong ngang ngược, tất cả cửa sổ và tường gỗ phía sau đều vỡ vụn, gần như trong tích tắc, bức tường đối diện với quảng trường Bạch Thạch, đập chỉ còn lại khung cột hành lang. Rầm rầm, mà Dạ Kinh Đường nâng tay trái lên bắt lấy thiết quyền đối diện, cánh tay trái và thậm chí cả quần áo trên vai đều vỡ vụn. Ngay cả vết thương cũ trên vai đã lành cũng bị bầm tím và biến thành màu xanh đen. Toàn thân hắn giống như thông thiên diêm la, hai mắt đỏ như máu bất động, lạnh lùng nhìn Mao Công đang ở rất gần trong tay, hắn dâng lên khí lực, giơ nắm đấm phải lên. Bên trong cửa thành lại truyền ra tiếng nổ, đám người hai bên đường thiên phố dương mắt nhìn lại, đã thấy cửa thành phá ra một cái động lớn, giống như bị long mãng cứng rắn đụng phải. Đầu tiên là vách tường phồng lên, sau đó nổ tung, cả tầng trong nháy mắt xuyên thủng, mảnh vụn đầy trời rắc về phía đỉnh đầu cấm quân phía dưới. Mao Công giống như vũ tiễn bắn ra, lần thứ hai ngã trở lại trên thiên phố, lần này rốt cục sắc mặt tái xanh. Buồn bực ho một tiếng, nhưng ánh mắt lại càng thêm điên cuồng, rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức bắn lên, giật mình. Thân thể Dạ Kinh Đường giống như cây cung gãy, bắn đại bác vào thành, Mao Công bị thổi bay, theo sát phía sau. Khi đánh trúng Mao Công gần trước, hai quyền luân phiên lao ra, gây ra một chuỗi sấm sét trên thiên phố. Rầm rầm rầm. Người đứng xem, chỉ cảm thấy trên thiên phố hỗn độn đầy đất xuất hiện một cỗ dòng nước lũ, nhanh chóng tiến về phía thành. Mao Công nhanh chóng trượt sau, mới đầu còn thấy chiêu phá chiêu, nhưng cuối cùng hoàn toàn không ngăn cản. Dựa vào một thân nội kình hùng hậu ngạnh đấm trọng quyền, song quyền cũng rơi vào ngực Dạ Kinh Đường. Rắc rắc. Không quá trong nháy mắt, nửa thân trên y bào của hai người đã hóa thành mảnh vụn,
ngực Dạ Kinh Đường xanh bừng liên tiếp thành một mảnh, khóe miệng cũng chảy máu, cả người lại giống như không ngã thần tướng, một quyền nặng hơn một quyền. Mà Mao Công dựa vào một hơi trong ngực, lồng ngực cường tráng mới đầu thật sự không xuất hiện tổn thương, chỉ là điên cuồng vung quyền cứng rắn. Một cuộc đối đầu điên cuồng như vậy không chỉ khiến các võ phu tâm thường nhìn kinh hãi, Tuyền Cơ chân nhân và nữ đế đều thấy tim đập thình thịch. Suy cho cùng, đây là hai kẻ điên đang tranh giành nhau, đã không còn là luận bàn võ nghệ, mà chỉ đơn giản là đấu tranh để đe dọa đối phương. Rầm rầm, tiếng sấm rầm không ngừng trên đường thiên phố. Nhưng mà trong nháy mắt, giết đến hai người trên Thừa Thiên Môn, lại lần nữa đánh trở về phụ cận đường Ngô Đồng. Chương 1098, xong. Dạ Kinh Đường từng bước thận trọng, không chừa cho Mao Công lấy một khắc thở dốc. Mà Mao Công khí thế như long hổ, hai quyền của hắn có lực công kích kinh người, không hề dừng lại trong chốc lát. Hai người nhìn như ngang hàng, nhưng đáng tiếc là nhân lực cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt. Dạ Kinh Đường dựa vào gân cốt da cứng rắn, vết thương nặng hơn nữa chỉ cần không ngã, sẽ không ảnh hưởng đến quyền thế. Mà Mao Công lại dựa vào nội lực mạnh mẽ của mình để chống đỡ cơ thể, chống lại những cú đấm nặng nề, hơi thở trong lồng ngực và bụng không thể buông ra. Điều này giống như một người dùng sức nín thở, hít vào liền mất hơi, Dạ Kinh Đường không thể cho hắn cơ hội lấy lại hơi thở. Rầm rầm, sau hơn 30 quyền liên tục, ánh mắt Mao Công càng ngày càng dữ tợn, cả khuôn mặt đều hóa thành đỏ tía. Một quyền cuối cùng hạ xuống, Mao Công thân như núi non, miệng mũi chảy máu, chung quy phát ra một tiếng ho khan, u. Hay, Dạ Kinh Đường bùng phát như sấm sét, gân xanh khắp người, nắm tay phải siết chặt cơ bắp, lại đấm vào ngực Mao Công. Mao Công không có kim lân ngọc cốt, dựa vào nội kình hùng hậu có thể chống đỡ thật lâu, nhưng một khi phá phòng, thân thể phàm thai, làm sao chịu được lực lượng long tượng phá núi lai thành. Ầm ầm. Nghe một tiếng nổ vang, ngực bụng vốn kiên cố như gỗ cứng trong nháy mắt lõm xuống, trực tiếp chấn gãy mấy cái xương sườn, ngay cả lưng cũng bạo xuất huyết vụ. Mao Công hun ra một ngụm máu tươi, bắn ngược về phía sau, tạo thành một đường rãnh trên thiên phố, cho đến khi trượt ra ngoài hơn 10 trượng, mới khó khăn lắm mới dừng lại, dựa vào gò đất. Rầm rầm, bụi bặm trên đường thiên phố bay theo gió tuyết, quyền thế kinh thiên động địa đột nhiên dừng lại. Võ nhân vây xem ở hai bên phòng xá, mắt thấy Mao Công khí thế như cầu vồng lần nữa bay ngược ra, đều nín thở ngưng khí. Chờ võ nhân mạnh đến không thể tưởng tượng nổi này, lần thứ hai quay trở lại tấn công Dạ Đại Diêm Vương. Nhưng đáng tiếc là, hai bên thiên phố nín thở ngưng khí yên tĩnh hồi lâu, trên đường đều không xuất hiện động tĩnh. Hô, hô. Dạ Kinh Đường giơ nắm tay phải về phía trước, thở dốc như một con bò rừng, sương mù bốc khói khắp người làm xáo trộn tuyết rơi, mồ hôi đầm đìa, thậm chí còn rửa sạch vết máu trên khóe miệng và cằm. Hô, hô. Dạ Kinh Đường biết nắm đấm của mình nặng bao nhiêu, rõ ràng Mao Công là một võ khôi nội môn, dưới tình huống phá phòng, sẽ không thể chịu được cú đấm toàn lực của hắn toàn. Sàn sạt. Mao Công dựa vào hố đất, miệng đầy máu, thở hổn hển mấy hơi, dùng tay chống bùn đất bỏ lên. Nhưng còn chưa đứng thẳng, đã ngã xuống vũng bùn, lưng dựa vào ngực bùn đất có thể nhìn thấy một cái hố rõ ràng. Nhưng trên mặt Mao Công lại không có gì sợ hãi không cam lòng, thở dốc một lát sau, ngược lại ngẩng đầu lên, phát ra một chuỗi tiếng cười khàn khàn, ha ha ha. Dạ Kinh Đường nhíu nhíu mày, thu hồi nắm đấm, lấy tay lau mồ hôi che khuất tầm nhìn, đi tới gần, mở miệng nói, công phu tốt, không có Minh Long Đồ, ta thật sự đánh không lại ngươi. Nhưng mà may mắn ngươi đến sớm, nếu là 3 tháng sau, ngươi sẽ cười không nổi. Ha ha, ụ, ha ha. Mao Công tựa vào trong hố đất, nhìn bông tuyết rơi xuống từ bầu trời, cười vài tiếng, mở miệng nói, ngươi cho rằng ngươi là thiên chi kiêu tử được thiên địa độc sủng sao? Trên đời này chỉ có Mao Công ta là, muốn sống khi nào thì sống, muốn chết dưới tình huống nào thì chết. Mà Dạ Kinh Đường ngươi, cho dù ngươi có tài năng tuyệt vời và vô số cơ hội, ngươi cũng chỉ là một quân cờ mà không hề hay biết. Dạ Kinh Đường đánh Mao Công một trận, tức giận tự nhiên cũng tiêu hơn phân nửa, hai tay chống lưng nhìn người điên trong hố, có ý gì? Ngươi có thể đi hỏi Long Chính Thành. Buổi sáng hắn còn chạy tới khuyên ta trở về Bắc Lương, đừng tới giết ngươi, hiện tại xem ra, bọn họ đánh giá thấp ngươi. Coi người làm cờ, lại không biết nuôi hổ gây họa, buồn cười. Nếu ngươi có thể nhìn thấy kỳ thủ đằng sau màn, giúp ta chê cười hắn hai câu. Cụ khu. Ngực bụng của Mao Công bị thương nặng, một quyền gần như chấn nát tim phổi,
miệng mũi đã đầy máu, nói chuyện cũng càng ngày càng mơ hồ không rõ. Dạ Kinh Đường chống thắt lưng, mày nhíu lại không hiểu sao. Hắn đảo mắt nhìn về phía đám người rậm rạp hai bên thiên phố, người muốn tìm kiếm âm thầm người đứng xem trong đó. Nhưng phố dài vắng vẻ, tất cả mọi người trầm mặc không tiếng động, trong đó cất giấu mấy cái hổ mấy đầu rồng ẩn trong đó. Khi gió tuyết khôi phục lại bình tĩnh, trên đường phố chỉ còn lại hai người. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1099, rất lớn. Một người đứng, một người nằm, đám người đứng ở hai bên đường thiên phố, hồi lâu mới phản ứng lại, chậm rãi truyền ra một chút ồn ào. Đánh xong rồi sao? Hình như đúng. Mẹ ơi! Mà ngoài cửa Thừa Thiên, mấy ngàn cấm quân bày trận, công phu cũng không tính là kém, vừa rồi nhìn thấy thanh thế dọa chết người kia. Đều lo lắng đề phòng, âm thầm nghĩ Dạ Quốc Công nếu ngã, bọn họ nên làm thế nào để ngăn cản tên võ điên đối diện. Sau khi xác định đã kết thúc, thống lĩnh cấm quân như chút được gánh nặng và nhặt được một cái mạng, giơ chiêm đao lên bắt đầu gào thét, uống, uống đi. Mà cấm quân bày trận, thấy vậy cũng bắt đầu dùng trường thương trọng thuẫn chùy đánh xuống mặt đất, phát ra tiếng quát lớn. Rầm, rầm, rất nhanh, trên thiên phố tĩnh mịch vang lên tiếng quát như sấm, cả thành có thể nghe thấy. Bèng, chim chim bay nửa ngày trên bầu trời, cũng phát ra tiếng chim ưng to, phỏng chừng là đang ý bảo từng cái dễ dàng, không cần kích động. Dạ Kinh Đường chống thắt lưng nhìn phi ưng đang lượn lờ trên bầu trời, sau đó quay lại nhìn phố Ngô Đồng nơi Đông Phương Ly Nhân đứng ở đỉnh Long Ngâm Lâu. Nhìn hắn từ xa, rõ ràng đang nhảy nhót, thoạt nhìn là kích động không nhẹ. Mà Hoa Thanh Chỉ cũng không biết làm thế nào, thế nhưng đã rời xe lăn lên nóc nhà, ngồi đó nhìn, ánh mắt trợn tròn, nha hoàn còn ở bên cạnh đỡ, phỏng chừng là sợ xe lăn trượt xuống. Ngọc Hổ cô nương mặc một bộ váy đỏ, đứng ở phía trên một phòng xá khác, đáy mắt tràn đầy ý cười, còn nâng tay kéo làn váy xuống, lộ ra bắp chân trơn bóng, không biết có ý gì. Mà trên nóc nhà Tứ Phương Trai xa xa, lại còn có bóng dáng Tiểu Vân Ly. Tiểu Vân Ly ăn mặc như thư hương tiểu thư, kính mũi chân quan sát, mắt đầy sao nhỏ. Mà Bình Nhi đứng ở bên cạnh, trong tay còn cầm một cái chén nhìn bộ dáng vừa mới ăn cơm. Dạ Kinh Đường lộ ra một nụ cười, lại đảo mắt nhìn về phía đường phố. Tuyền Cơ chân nhân xinh đẹp như tiên, hai tròng mắt rõ ràng hàm chứa hào quang khác thường, sau khi phát hiện hắn nhìn lại, còn khẽ cắn môi, phỏng chừng nếu không phải ở trên đường cái, nhất định sẽ đi tới khen thưởng hắn một cái. Hô, hô. Dạ Kinh Đường hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn gió tuyết, trầm ngâm một lúc, không nói lời nào, ngược lại thân thể lắc lư, sau đó trực tiếp ngã xuống. Bịch. Bầu không khí hoan hô chợt đình trệ. Hở. Dạ Đại Hiệp đây là. Mau mau mau, mau đi đỡ người, gọi Vương Lão Thái Y. Dạ Kinh Đường. Những âm thanh quen thuộc hoặc xa lạ truyền đến tai, âm thanh dần dần trở nên xa hơn. Dạ Kinh Đường chỉ nhìn lên bầu trời, cho đến khi mấy gương mặt tuyệt mỹ và cái đầu của chim chim đưa vào tầm mắt, mới ngủ say. Hô hô. Cửa sổ đóng chặt, có thể nghe được âm thanh gió tuyết bên ngoài, trong phòng cũng rất ấm áp, tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt, để cho thể xác và tinh thần người ta đều rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Bị thương còn uống rượu, đến cùng ngươi có nghe lời hay không? Vết thương nhỏ thôi, uống rượu ngưng đau. Ai già, thật sự là. Lại nói Tiểu Vân Ly phát dục thật nhanh, đã sắp bằng ngươi rồi. Hừ, lại nói, tại sao nam nhân đều thích sờ chỗ này? Ngươi hỏi Dạ Kinh Đường đi. Lời nói đứt quãng vang lên cách đó không xa. Ý thức Dạ Kinh Đường dần dần khôi phục từ giấc ngủ sâu, cũng không cảm giác được tứ chi đau đớn. Ngược lại thấy ấm áp dễ chịu như vừa tắm nước nóng xong, nằm ở trong chăn thoải mái dễ chịu, có ba phần ủ rũ không muốn mở mắt. Ách! Lông mày Dạ Kinh Đường hơi nhíu, trong đầu trống rỗng, hơi suy nghĩ lại một chút mới nhớ được trước khi ngủ đã xảy ra chuyện gì, hơi cảm nhận tình trạng thân thể. Hoa Linh Danh bất hư truyền, quyền quyền đến thịt, mấy chục nắm đấm nện ở ngực, mặc dù gân xương da cứng rắn như không phải người. Chưa bị tổn thương quá nặng, nhưng ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn động đến nội thương, xem ra lại phải nằm một thời gian. Lần này không mất máu quá nhiều, hẳn là không phải cấm dục. Chưa hoàn toàn tỉnh táo, nửa mê nửa tỉnh cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, khi tinh thần đang đi du ngoạn, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng vén rèm trâu. Leng keng. Tiếp theo bên cạnh thân thể hắn hơi châm xuống,
tựa như có một người với tư thái nở nang ngồi xuống bên cạnh. Cánh tay trái phía ngoài có thể chạm đến mông và đùi, một bàn tay nhỏ ấm áp đặt lên trán hắn. Hô! Dạ Kinh Đường thở ra một hơi, tưởng rằng Tam Nương ở bên cạnh chăm sóc, lập tức muốn nắm chặt cổ tay an ủi. Kết quả tay trái vừa nhấc lên đã bị quả bóng mềm ngăn tại, kích thước không nhỏ. Dạ Kinh Đường cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên vô thức chạm tay mình vào để kiểm tra. Mặc dù rất lớn, nhưng vẫn nhỏ hơn Tam Nương một chút, xúc cảm giống như là Phạm Cô Nương. Chương 1100, hắn là kẻ điên sao? Đêm đã khuya, gió tuyết giả dích phủ cho căn nhà một lớp áo trắng. Hôm nay có rất nhiều người tới nhà, Đông Phương Ly Nhân, Thái Hậu Nương Nương đều tới, ngay cả Hoa Thanh Chỉ cũng ngồi lên xe lăn chạy tới cổng nhìn xem. Nhưng Vương Thái Y nói Dạ Kinh Đường phải tĩnh dưỡng, các nàng cũng không dám quấy rầy, chờ đến đêm khuya không thấy hắn tỉnh lại, mới hậm hực trở về. Lúc này bên trong hoa mai vẫn còn sáng đèn. Phòng ngủ nhà chính được chia làm hai bằng rèm trâu, bên trong là một chiếc giường lớn có màn tre, bên ngoài là một chiếc giường nhỏ mềm mại. Đế đèn đặt ở cửa sổ, Tuyền Cơ chân nhân dựa trên giường nhỏ, trút bỏ một lớp váy trắng, lộ ra đầu vai trắng nõn và cánh tay trái, đầu vai quấn băng vải, trong tay còn cầm hồ lô rượu nhỏ khẽ nhấp. Trước giường đặt lò sưởi, bên cạnh còn có hòm thuốc. Lúc đầu Phạm Thanh Hòa ngồi ở bên cạnh, làm ấm tay đồng thời cùng Tuyên Cơ chân nhân chờ Dạ Kinh Đường tỉnh lại. Phát hiện Dạ Kinh Đường có động tĩnh, Phạm Thanh Hòa lập tức đứng dậy đi vào buồng trong, ngồi xuống cạnh giường, dùng tay sờ trán xem hắn còn phát sốt hay không. Dạ Kinh Đường tựa ở trên gối đầu, bởi vì da thịt không bị ngoại thương, cũng không cuốn băng vải. Nhưng ngực và bụng đều là máu ứ đọng, sau khi bôi thuốc có tốt hơn một chút, sắc mặt thì vẫn có chút hư nhược. Hôm nay kỳ thật Phạm Thanh Hòa cũng chạy tới nhìn cùng Tam Nương, nhưng quả thực Thiên Thủy Kiều cách Văn Đức Kiều có chút xa. Chỉ xa xa thấy được hai cái bóng bay tới bay lui, chờ khi hai người chạy đến nơi, Dạ Kinh Đường đã bị nâng lên xe. Hôm qua Dạ Kinh Đường còn êm đẹp ôm nàng đi ngủ còn sờ nãi nãi, chỉ đi ra ngoài một chút đã biến thành dạng này, quả thực Phạm Thanh Hòa có chút lo lắng. Dù sao thì Dạ Kinh Đường vừa nằm nửa tháng, mới hoạt động không được mấy ngày đã lại nằm xuống, bị hành hạ như thế, người làm bằng sắt cũng chịu không được. Phạm Thanh Hòa sờ trán, đang muốn nhẹ nhàng gọi một tiếng lại cảm giác bên chân truyền đến động tĩnh, tiếp theo dưới ngực đã bị đụng một cái. Phạm Thanh Hòa thấy Dạ Kinh Đường tỉnh dậy, đáy mắt hiện lên sự kinh hỉ, nhưng ngay lúc đó nàng lại phát hiện hắn nâng tay trái lên lật một cái, đặt ở trên ngực nàng, còn nhéo nhéo. Sau đó có khả năng phát hiện không đúng lập tức dừng lại động tác, lặng yên buông xuống, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Phạm Thanh Hòa quả thực không ngờ tới, Dạ Kinh Đường bị thương thành dạng này. Chuyện làm đầu tiên khi tỉnh lại là sờ cô nương, sờ thì cũng thôi đi, lại còn có thể nhận ra nàng là ai, lặng lẽ thu tay lại. Rút tay về thì ta không biết sao. Phạm Thanh Hòa cũng không biết nói gì cho phải, nàng cũng không thể đánh Dạ Kinh Đường, yêu nữ lại ngồi ở phía sau, nàng hơi cắn răng, vẫn là coi như không xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng gọi, Dạ Kinh Đường. Khi Dạ Kinh Đường biết được kích thước, có chút giật mình tỉnh lại, trong lòng có chút xấu hổ. Thấy Phạm Di gọi hắn, mới chậm rãi mở mắt ra. Âm thanh truyền ra, Tuyền Cơ chân nhân tựa ở gian ngoài lập tức xoay người đứng dậy, khoác áo choàng lên trên thân, nhấc rèm trâu lên, hắn tỉnh. Dạ Kinh Đường chậm rãi mở mắt, tầm mắt còn có chút mơ hồ, đầu tiên là thấy được hình dáng hai giai nhân, một gần một xa. Hơi chớp mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt mới hoàn toàn rõ ràng, hắn nằm trong phòng ngủ của mình. Gương mặt Thủy Nhi mang theo ba phần đỏ hồng. Đứng ở cạnh màn cửa, Phạm Thanh Hòa thì ngồi ngay bên cạnh, trong mắt dường như có chút ánh trước, dường như còn có chút khác thường. Dạ Kinh Đường cũng không tiện nói chuyện sờ soạng vô lễ vừa rồi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, sao đã tối rồi? Ta ngủ đã bao lâu? Từ ban ngày ngủ đến bây giờ. Tuyên Cơ chân nhân thấy Dạ Kinh Đường không sao, lập tức đi vào trong nhà, ngồi xuống ghế nhỏ ở đầu giường, nói chuyện sau khi hắn ngủ mất. Hoa Linh cũng coi như một nhân vật có năng lực. Vương Thái Y vốn định chừa cho hắn một hơi thở, nhưng hắn chỉ phân sinh tử bất phân thắng bại, chỉ nhờ Vương Thái Y chôn hắn ở Hoa Liễu Kiều. Hoa Liễu Kiều ở vùng ngoại ô, cạnh đó có một nghĩa địa, chôn phần lớn là kỹ nữ cô độc ở thanh lâu không nhà không cửa, là một thư sinh nặng tình của tiên triều. Dùng hết gia tài đặt mua làm nghĩa trang công cộng, tảng đá ở bên ngoài khắc một câu, ba thước đất bên cầu, chôn cất người đáng thương. Dạ Kinh Đường nghe vậy thì nhíu mày, hắn là kẻ điên sao? Tuyên Cơ chân nhân nói,
Hoa Linh có thiên phú cực kỳ cao, lòng dạ cũng kiêu ngạo, cầu là thiên hạ đệ nhất, biết ép không được người. Mới đến Vân An tử đấu cùng ngươi, kỳ thật cũng không tính là tên điên, chỉ là không chịu làm kẻ dưới thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 110 của bộ truyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.